Em đã pha cà phê cho chúng ta, Hira không ngờ đó là Kiangi. Ohung cũng vừa mở cửa ra, Ohung đang vất vả đấu tranh với kẻ thù, liệu anh có phải bận tâm đến hiểu lầm này nữa không? Cùng với ánh mắt Kiangi đã nhìn Hira khi đến biệt thự, cùng xem tập 202, trailer 203. Chị ơi, em chưa biết nhiều, người thân bối rối này đến từ đâu vậy chị? Bố Agabe của Neva và Kiangi, ông ấy là chú của Ohung, giữa họ có rất nhiều mùa hè. Chuyện này diễn ra thế nào chị? Đó là một câu chuyện rất dài. Agabe và Sadibe là anh trai của anh ấy. Cha của họ là Fahibe, hồi đó bố con họ luôn cùng nhau tham gia công việc gia đình, công việc kinh doanh của họ trên bờ vực phá sản. Agabe đã không ngại nói anh hãy làm gì anh muốn, và ông ấy ra nước ngoài. Fahibe đã khuyên đừng đi nhưng Agabe không nghe. Sau đó ông tức giận và tước quyền thừa kế của anh ta, sau đó ông qua đời. Sadibe đã thiết lập lại mọi thứ phù hợp với danh tiếng của gia đình Demiran. Ohunbe bằng cách nào đó đã ghép các tác phẩm lại với nhau để có được như ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao biệt thự Demiran đặt tên là Agabe. Wow, giống phim quá chị. Hy vọng kết thúc đẹp. Nhưng sự xuất hiện của Neva và Kiangi Bay không phải là dấu hiệu tốt đâu. Tôi đang nghe. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu tôi cần chưa? Khi Kiangi nghe điện thoại, anh không rời mắt khỏi Hira đang ngồi trò chuyện với Ali ở trong phòng. Cháu nghĩ trông họ hơi đáng sợ, dì có nghĩ vậy không? Đừng nói thế, họ là người thân của cháu, chắc quan điểm của cháu sẽ thay đổi khi làm quen với họ. Dì nghĩ cháu nên cho họ một cơ hội. Ohung bắt gặp ánh mắt đó của Kiangi. Sự suy tư đó của Ohung là ghen hay chỉ đơn thuần nghĩ về cuộc trò chuyện trên điện thoại của Kiangi? Cháu ở lại đây bao lâu? Cháu đoán mình sẽ không chán khi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cháu sẽ chuyển toàn bộ việc kinh doanh đến đây chứ? Cháu sẽ làm gì? Mọi người sẽ sớm biết thôi. Nếu từ đầu bạn giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Nhìn xem, làm sao tôi có thể biết được bạn đang nghĩ gì? Nếu bạn biết, Nusa thực sự là một người tốt. Bạn sẽ đối xử với cô ấy như một con người hả? Bởi vì bạn giỏi lắm, bạn tự biết điều gì tốt nhất, bạn không thỏa hiệp mà sẽ tự làm theo ý của bạn. Tôi không phải là loại đàn ông ích kỷ như vậy. Được rồi, bạn nói đúng, tôi đã phạm sai lầm. Đây là điều bạn muốn nghe phải không? Cảm ơn bạn nhiều, bạn thật tốt bụng. Bạn đã thực hiện ước nguyện của một phàm nhân bằng trái tim vĩ đại. Chúng ta cần bình tĩnh để nói chuyện hòa hợp. Bạn nói đúng, chúng ta đã đi quá xa. Bạn nói đúng, tôi đã đi quá xa khi suy nghĩ quá kỹ, bạn giỏi hơn. Bạn sẽ không ở bên tôi, dù chỉ là hình thức, chúng ta không thể kết hôn. Tôi chẳng là gì cả, cú đánh đầu tiên mà bạn mang lại đã vỡ tan thành từng mảnh. Hãy cho tôi thấy bạn yêu tôi nhiều như thế nào bằng giá trị mà bạn dành cho nét của tôi. Tôi đợi quá lâu rồi. Anh trai ơi, họ đang đến mà. Tôi thề là họ sắp đến rồi ạ. Tôi không thể làm nữa. Xin lỗi vì chúng tôi đã để bạn đợi quá lâu. Có chút trục trặc nên chúng tôi đến muộn ạ. Nào, vào chỗ đi. Nusa và Kenan đã hoàn thành đăng ký kết hôn. Tôi tuyên bố hai bạn chính thức thành vợ chồng. Đời là tia chớp, tia sét giáng xuống nhau như mối hận thù. Hóa ra bạo lực này không phải từ hận thù mà là từ tình yêu. Nếu anh xong rồi thì chúng ta cùng dạo một vòng quanh vườn nhé. Em nhớ không khí đây quá. Quản gia hãy đi cùng họ. Không cần đâu, chúng tôi không xa lại gì nơi đây. Mẹ Ohung nhìn hai anh em nhà Kiangi đang ở ngoài vườn mà ứa gan. Mẹ ơi, thế đủ rồi. Mẹ không thể thoải mái được nữa. Mẹ không hiểu chuyến thăm này mục đích gì. Họ nói như thể chú Aga có quyền ở đây. Ông ta bỏ chạy khi thế giới xung quanh chúng ta sụp đổ. Cha và con đã lo liệu mọi việc như thế nào. Họ không có quyền gì ở đây. Mẹ hãy bình tĩnh một chút. Dù sao thì chúng ta sẽ biết. Điều đó làm Perry Hân rất tâm đắc. Nơi yêu thích của bố chúng ta, ông đã kể nhiều về nó. Anh có nhớ không? Có rất nhiều điều đau khổ. Đẩy cha của chúng ta đi và tịch thu mọi thứ, dù quyền đó không của chúng ta, nhưng là của cha chúng ta. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Ông quản gia, vali đã đến. Tôi nên mang chúng đi đâu? Vali gì? Vali của chúng cháu. Chúng cháu ở đây, nơi bố cháu thuộc về. Ohung và mẹ của anh ấy tức nghẹn. Ý em là gì? Chúng tôi có mặt ở bất cứ nơi nào cái tên Demiran được nhắc đến, bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Nói tóm lại, đã đến lúc phải thay đổi. Chỉ vì cháu đã có cơ hội mang họ danh giá này. Khi cần sự nâng đỡ, bố của cháu đã bỏ chạy. Đừng dùng những mảnh vụn còn sót lại mà thể hiện sự xảo quyệt. Sadi Demiran đã xây dựng nó lại từ đầu. Đế chế này tồn tại đến bây giờ là nhờ vào nỗ lực của con trai tôi. Khối tài sản này nằm trong tay chủ nhân thực sự của nó. Chúng tôi không thảo luận với bất cứ ai. Chúng tôi không đồng ý, những gì chúng tôi biết còn nhiều hơn những gì cô nói. Tất cả chúng ta đều biết rằng bố tôi đã bị ép phải ra đi và ông ấy đã phải bỏ lại tất cả những gì ông xứng đáng được nhận. Tất cả chỉ là sự ồn ào và vô nghĩa. Làm sao lại có những lời nói dối như vậy? Quan tâm duy nhất của chúng tôi là sửa chữa sự bất công đã gây ra cho cha mình. Mẹ để con. Bây giờ tôi sẽ nói với tư cách là một Demiran. Rõ ràng là có sự hiểu lầm rất lớn và những điều này sẽ được thảo luận công khai.
chúng ta vào phòng họp và tiếp tục ở đó. Ngay cả khi địa điểm thay đổi, sự thật không thay đổi. Bất cứ nơi nào anh muốn. Điều em ám chỉ là không đúng sự thật. Chúng tôi đang nói chuyện và có vẻ như không ai trong dinh thự này biết được sự thật. Không cần phải nói thêm, chúng tôi đến đây để đòi lại những gì bị chiếm đoạt. Đó là quyền của chúng tôi. Hãy cẩn thận trong lời nói của mình, suy cho cùng, chúng ta đều là gia đình, mang họ giống nhau. Vì vậy hãy bảo vệ luật lệ dòng tộc. Từ giờ trở đi, bằng chứng và tài liệu sẽ thay mặt chúng ta. $203. Sự xuất hiện của họ rất ồn ào nhưng họ sẽ phải rời đi lặng lẽ. Cháu có biết rằng cha cháu đã để lại một lá thư? Cô đừng đánh lừa bằng những chữ tưởng tượng. Hãy tìm lá thư đến đây. Trên thực tế họ không có bất cứ quyền gì hả anh? Em có thể làm điều gì giúp anh không? Có. Hãy ở bên anh. Cà phê được mời khách trước tiên. Ở đây không có ai là khách. Em là khách, em sẽ rời khỏi bàn khi chủ nhà đến. Vẫn để những người đối đầu cư trú lại biệt thự. Cùng đăng ký kênh để đón xem diễn biến gì ở tập tiếp theo. Liệu có lỗ hổng nào mà Ohung bỏ sót?